Lời đầu tiên cho phép Như được gửi lời chào đến các anh chị truyền thông báo chí, tất nhiên là đơn vị tài trợ cũng như là toàn thể mọi người đã có mặt trên phòng ngày hôm nay ạ. Em hỏi cái tâm lý của chị có khác gì so với nếu như là mình là người chơi không? Khác gì em ạ? Vẫn cực như nhau em ạ. Vâng, tại vì em nghĩ là em luôn luôn em tự cho em là cái quyền đó là em là gà cưng của team pro, em tự nói như vậy. Tại vì những cái gì số đầu tiên mà cực nhất là luôn luôn có em ạ. Kiểu mà giống như là quay trải nghiệm đó, Trung, quay cũng như là quay thí nghiệm coi được không, thử trước rồi ổn không rồi mới mời những người khác, thì luôn luôn là Khả Như. Mọi người có thể dẫn chứng là tập đầu tiên của Việt Nam Tuy Đẹp. Dạ. Thì chương trình đi bằng chiếc xe 16 chỗ, nóng cọc lắm. Còn những số sau họ đi limousine ạ. Dạ vâng. Tại vì là đi 16 chỗ nóng nên làm sao đi limousine đó. Không em, tại vì luôn luôn có sự mà thí nghiệm. Chị là chuột bạch nha em. Còn lần này chị đi á, chị với một cái tâm thế là chị không biết số đầu tiên. Chị rất là, chị nghĩ trời ơi, mấy nay mời mình chắc mình đi sướng đi Sapa rồi. Lên trên đó lạnh quéo râu em. Lạnh mà không nhúng nhích được. Mà đi với chị Dạ là chị Dạ sức khỏe hơi yếu, nên hai chị em cứ quấn mền quấn quấn. Trời thương Sapa, ai cũng nói Sapa là một nơi rất đẹp ạ. Em lên nghe cái này em không thấy được Sapa như thế nào luôn. Sương nó mù đến cái mức mà đứng kế bên còn không thấy mặt nhau nữa, mà muốn cái gì mà thấy được cái gì. Em leo lên cáp treo em không thấy được một cái gì hết quý vị ạ. Sương nó mù mà em chỉ thấy em đang ở trong lòng và treo lơ lửng thôi, em không biết gì hết. Tuy nhiên em xin chia sẻ về cảm xúc. Em thấy rất là vui ạ, bởi vì qua chương trình này em phát hiện ra chương trình này có một cái hay mà nãy giờ cả anh Trung và cả chị Minh Yoa cũng như là Tuyền Thanh chưa có chia sẻ, đó là nó làm cho những con người mà bị thụ động trong các mối quan hệ, trong cảm xúc được chủ động hơn khi được gần nhau. Tự nhiên trong một cái ngày mình được gần với những người xa lạ, rồi tự nhiên được tạo những cái cảm giác, những cái khung cảnh ấm, lửa, đồ ăn, những cái giây phút gần nhau, tự nhiên con người ta chủ động hơn, con người ta biết nói chuyện hơn, biết bày tỏ cảm xúc hơn. Tự nhiên như bị rất là thích cái cảm xúc đó. Khi mọi người xem, mọi người sẽ thấy rõ về điều đó. Dạ. Vậy chị có được truyền cảm hứng là chủ động hơn trong mối quan hệ của mình không? Chủ động hơn ạ. Nói chung là sau này khi mà được mời nữa, chị sẽ vẫn sẽ đi những số đầu tiên ạ. Dạ, bởi vì chị thấy là mình thú vị lắm ạ. Ok, bây giờ lần đầu tiên thì cho phép Tuấn lên gửi lời chào đến tất cả mọi người đã có mặt trong buổi nói hôm nay ạ. Tất cả mọi người. Thật ra thì đối với Tuấn, cái chuyến đi ở trong chương trình Một Chuyến Đi vừa rồi thì đối với Tuấn nó chính là những cái kỷ niệm đặc biệt rồi, bởi vì tất cả mọi điều ở trong chuyến đi đều mang lại cho Tuấn những cái điều rất là đặc biệt. Cái điều đầu tiên đó chính là mình không phải là người mình trực tiếp mình được nhận cái hạnh phúc đấy, mà mình là người trao đi cái niềm hạnh phúc đấy đến với tất cả mọi người. Và khi mà mình được ở ngoài và mình nhìn và mình cảm nhận cái niềm vui mà mọi người đang tận hưởng cùng với cả chương trình, thì mình cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà mình mang lại được một cái niềm vui đến với cả mọi người. Và Tuấn nghĩ thì bản thân Tuấn thì cũng như tất cả các anh chị em ở trong ekip thực hiện chương trình thì cũng chỉ muốn một điều, đó chính là mang lại những điều thực sự ý nghĩa dành cho các bạn, mà dành cho ai mà đăng ký tham gia chương trình, thì các anh chị em nghệ sĩ cũng như là ekip cũng sẽ mang lại những điều thật là ý nghĩa đối với mọi người. Và thực sự đấy là cái điều mà hướng tới đầu tiên, cũng như là Tuấn cũng là hướng tới đầu tiên ở trong chuyến đi đợt vừa rồi của Tuấn, bởi vì Tuấn có một chuyến đi đặc biệt. Đối Tuấn đến bây giờ Tuấn đã đứng ở đây và Tuấn nói đó là chuyến đi đặc biệt, bởi vì Tuấn được tham gia cùng với cả một nhóm, đó chính là nhóm thiếu niên nhi đồng, và có rất là nhiều những kỷ niệm cùng với cả các bạn, được nghe các bạn kể chuyện, được nghe các bạn nói chuyện, và thực sự là một chuyến đi rất là ý nghĩa đối với riêng bản thân Tuấn, và Tuấn cảm thấy như thế. Và hy vọng là mọi người xem chương trình xong thì hay là tất cả các bạn thiếu niên nhi đồng cũng sẽ cảm thấy ý nghĩa như thế. Thế là vui rồi. Cảm ơn chia sẻ với anh chị, và câu chuyện hạnh phúc sẽ được chia sẻ với nhau như thế nào.